chào các bác nhá. Hôm nay anh em mình đây sửa lại cái bot mà nó bị nặng nha. Nó cực kỳ nặng. Bot này là chắc là Hyundai hay Trung Quốc thì không biết nữa. Không rành mấy. Không rành mấy nhưng mà mình chỉ tháo phá thôi, chế lại, chế cháo. Ok, bây giờ mình đang tháo, tí mình quay lại cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình tháo. Quá trình tháo là chỉ có con ốc nào thì tháo con ốc đây thôi nha anh em. Ok. Đã tháo xuống rồi nha anh em. Để bây giờ là để hai thằng đệ nó tháo cái này nha. Mình cần tháo đâu. Tháo xong anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái này nha. Mình thấy chính nha. Đây là pau. Đây là pau hơn. Đây là rắc lưới nha mấy bạn. Tiến hành tháo. Anh em tháo và rửa xong sẽ thật. Đây, nhiều đất lắm trong này này. Nó vệ sinh vệ sinh hết nha. Rắc lưới xem này, vệ sinh mấy cái này hết rồi. Vệ sinh ở đây. Các bạn là mua dầu nha, còn nhà giàu thì mua xăng. Nhà nghèo mua dầu, nhà giàu mua xăng. Rửa cho nó sạch sẽ. Tháo cái này nha anh em. Tháo xong vệ sinh lại mấy cái này nha. Này đây này hay. Bây giờ đục cái chốt này nha anh em. Đây này, chốt ở dưới này. Đục cái chốt này rồi rút ra vệ sinh lại trong ạ, nó bị kẹt rồi. Khi lấy cái chốt này xong thì anh em đục cái này ra nha. Đục cái này ra này, để lấy cái này này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đục lấy ra cái này nha. Đây, nó trong nó như này. Thì anh em mài lấy cái này nha. Mài lấy cái này cho nó nhẹ này. Cho nó lỏng. Mài cái này nha, nhớ mài cái này. Cho nó lỏng. Trước khi tháo anh em phải đánh dấu cái đầu đây nha. Đánh dấu đây. Đánh dấu rồi tí lắp vào là mình biết. Bây giờ mình sẽ mài cái này một xíu cho nó nhẹ anh em ơi. Rồi xong tắt. Bây giờ mình đã mài xong rồi nha mày. Mài sơ sơ thôi. Mài cho nó, nếu mà cái nào mà nhẹ rồi thì không cần mài nữa nha. Cái nào mà có thể dịch chuyển như này này đó, là anh em không cần mài. Còn cái là nó hơi cứng bị bó ở chỗ này này nên mình mài một xíu là nó nhẹ rồi này. Đây này, cái này mà nhẹ là bot cũng sẽ nhẹ anh em ạ. Ok luôn, mình đảm bảo với anh em là làm là cứ theo mình từng chi tiết là thành công 100%. Nhưng mà trừ phi bơm này không được hư nha, còn bơm hư là phải thay bơm nó mới trợ lực được. Tí là mình làm cái này là máy nó sẽ nặng hơn đi một xíu, hoặc là cái dây loa sẽ có thể thay dây loa. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cho anh em xem nha. Rồi, tắt. Rửa sạch sẽ rồi ráp nha. Ráp. Đầu tiên là anh em ráp cái đầu đây trước nha. Đấy. Bỏ vô. Này, anh em mình lấy cái rong này nha. Lắp á. Rồi đắp đi xong nha, mà giờ anh em giữ vậy. Vặn vô. Ô chi là. Đây.
Ok xong ráp vô nha anh em. Ráp vô thì ráp bi cẩn thận nha. Còn không là hư luôn á. Ráp bi mà không vô là hư luôn. Rồi. Xong rửa tay hoàn chỉnh. Bi này có 26 cái. Bi tùy theo loại xe nha, tùy theo bot lớn nhỏ. Bot Omo. Rồi ráp bi. Ráp bi là không được xoay đâu nha. Không được xoay nha. Xong anh em bôi mỡ rồi bỏ cái này là bi nha, bỏ cái bi này vô đỡ phải nó trôi xuống. Bỏ cái bắt đàn này. Này xong lắp vô. Đấy. Xong anh em nha. Rồi. Lắp cái này thôi. Mình trước khi anh em lắp cái bê tông là bôi mỡ nha, bôi mỡ xíu này. Để nó có độ nha. À, đây nha. Đây rửa sạch sẽ. Đắp vô thôi. Đâu vậy? Thôi, mấy bạn cũng cẩn thận cái tay nha. Sập cái tay là chết veo luôn. Đó. Bôi keo. Trước khi ấy thì bôi keo tàu ron vô. Chấm chấm mình để đâu nhỉ? Rồi xong xôi anh em ráp cái tay vô. Đây nha, anh em vặn cho nó xuống đúng gơ. Cái tâm dưới này này, tâm dưới nó cho nó nằm dưới. Điểm trước mẹ. Cái gì anh kìa. Rồi rồi rồi. Rồi đắp xong rồi. Rồi đó hoàn thiện nha anh em. Bây giờ đắp vô xe thôi. Rồi bật lên cái thằng cu. Mới chế bốt xong. Đây là đây là. Đó là dừng một chỗ nha, cái bánh là không có quay nha. Quay nè, cái bánh không có quay nè. Đấy. Đó, cái bánh không có quay luôn. Đấy, cực kỳ nhẹ. Hôm qua mình đã giới thiệu cho anh em xem. Đây, rút lên. Đây, dùng một tay rồi. Đây, dùng một tay rồi. Đấy. Nhẹ nhàng. Một tay thôi, đấy. Ok nha anh em. Xe là 1 tấn 3. Xe nặng 1 tấn 3 nha. Rồi mo đẹp rồi. Ok. Anh em nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha.